Chịu rồi. Đơn thế thì cũng chịu rồi. Tôi đánh bắn gà. Người ta phải thẳng thắn thôi. Lúc không được làm chó thì tốn rồi. Chấp ạ, chấp ạ, chấp ạ. Tại người ta đang bận tay thôi. Người ta đang vướng tay thôi. Chứ đến ba cái châu quả. Cức à đồng nè đang đau bụng nè à đồng top 2 luôn mà. Ua. Sợ tôi đã cái con này chẳng có lâu có một server chẳng. Bạn game 900 server, top 1 cái server dễ. Đâu, mới có 60 nó dừng lâu rồi, dừng gia tăng server lâu. Ê. Ừ. Ok thoát. Fairy tale. Fairy tale làm gì con này đâu. Không có. Không có. Không có. Đừng là. Bùm. Gì rồi. Cái gì. Cái gì. Cái gì. Có khi nào. Không. Có ba cái thì nhiều. Bốn cái. Để đồng vui nào. Bốn ri. Em là bốn gì quá. Cái bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo bức tranh của mình để tô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người video sau. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Tại sao phải cho mượn? Không mượn thôi. Thế thì đó. Anh ấy thích cái kia không? Chịu. Không dám. Ok. Đùng cái về quê xong rồi nóng kêu đi ký. Hãy cứu. Chịu ơi, tôi đi thi tôi không thể xin. Anh 11 giờ tôi về mà 11 giờ tôi về thế ngoài giờ định ký được thì chủ bản ký báo anh Long bảo ngày mai luôn đi báo thẳng rồi nói với nhau 11 giờ về báo thẳng luôn là thứ 6 thứ 7 em phải đi thi cả ngày mà anh Nam rồi mà xin nghỉ là em đi về đi học trên trường không ạ thế là tổng tiền muộn hơn đâu á đâu mày sắp rồi đó đi tổng tiền tối mai có lương rồi đấy. Ok rồi anh em. Nay 23 rồi á, nhanh nhỉ? Lâu. Ê, tôi còn tưởng nay tầm 21 á. Nhưng mà một tiếng rồi. Cay thay khoảng 80 rồi nó đang rắn lại. Cay vậy nè. Bắt nó rắn lại. Anh Đức đi chợ đúng không? Đáng lẽ là nếu mà đáng lẽ là về quê là thay được á nhưng mà nó rẻ hơn nhưng mà tại nãy thay thế vào thấy kiểu này nó kiểu vỡ vỡ mình cũng lo à lo cho cái màn hình trong nên là nên đi sửa luôn nhưng mà ý là nó dán lệch thì phải bảo nó không để ý lúc này không để ý đây nhìn này đâu ra được đâu đấy đâu mà và chơi game mới nhìn thấy cái vết đen đen dọc trên này ủa cái gì là không biết được mà. Đấy là một cái ca mà biết luôn rồi.
không không ý là nó lệch cam hay không thì không quan trọng. Em nhìn đúng không, nhìn cái cam là biết, nhưng mà ý là lệch cái cam là nó lệch luôn cái dán cường lực mà nhỉ. Mình tưởng cường lực cũng là màu trắng ở màn đúng không em, vấn đề cái màn đây có một đường đen này rồi này. Cái nó bị lệch lên trên đây. Cái đi mấy quán rồi mà máy tính thì nó cũng đẩy cho mình hết. Trần Phú đẩy vào là vào F88, mình ra F88. À nhầm nhầm laptop lắp nhầm laptop 88. Cá độ bóng đá. Laptop 88. Ra laptop 88 ở Nguyễn Văn Lộc thì ra rồi, ra rồi nó bảo ra. Biết xiển Tuấn Anh đi sửa laptop ở F88. Double kill. Rồi laptop 88 đi sửa. Sửa máy tính nhưng mà không nên máy tính đâu, chỉ lấy cầm tiền về. Anh trông vậy ảnh quài em chết thằng mù. Laptop 88. Rồi. Ôi anh tưởng mày không biết xem bóng đá. Tại nay đi dọc đường từ Dương này có F88 mình cũng chú chú con vẫn đưa chỗ nó treo biển khó lộn 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 bắn nó anh em. Anh đi mấy cái nơi mà không cùng một chút được xong rồi nó đưa cho cầu cái dòng máy này auto bị 10 cái thì cả 10 cái bị rồi. Bị wifi à? Ừ. Vấn đề là bị sớm hay muộn rồi. Thế nên kể cả cái máy mới vào thì nó cũng chỉ được một thời gian đấy. Thì thế thôi mà không đảm bảo lắp lắp hẳn thế. Thì thứ nhất là cắm thẳng một ổ đặt máy vào luôn. Từ mô đen vào máy được mày nhỉ, đúng không? Cắm đâu mà mua cái dây về. Dây tôi có dài luôn. Mắc gì không cắm. Cắm vào cho nó mượt. Cắm cắm mẹ áo cáp vào cho nó mượt. Ừ, cắm trực tiếp ấy. Có cái đấy mà kiểu đi đâu được nó không là... đi đâu thôi. Không, tính ra cái này nó cái... có lúc được lúc không à. Chứ cái là mình... cái sao đi ra ngoài nó lại được nhá. Mở nhà không được. Thảo ma tôi thấy. Chắc có wifi nhà. Mở cái máy gì được cảnh sát cái cuốn một phát này. Hay rồi. Không phải nghĩ là cái này này cầm ra tiện cầm ra chẳng thấy mất lúc nào. Tôi lần trước cũng bị ra xong lại khó. Ừ, ra xong là được. Em chơi anh. Tôi thấy ra nó hỏi của xong cả buổi nay tôi thấy mất gì đâu. Ủa thì đúng không nhận mình cũng thấy mất thật. Thế thì cứ phải xem ngôi thầy nhé. Có khi sống. Ừ, như do sóng rồi. Tôi dùng kiểu nó mất cả cái hiện wifi mà mất sạch luôn mà nó còn để lại cho mình mỗi cái đấy cái hiện còn mua cái mua ngay máy bay rồi mà đâu sao chứ là wifi nó sẽ có wifi riêng kết nối luôn á. Sao không ấy, sao không kiểu sao không máy này dùng lâu chưa hay tôi kéo thì nó vẫn hiện cái phần wifi mà là cái hình tròn tròn này là cái tròn tròn. Không, bình thường là nó sẽ có nhiều cái wifi luôn cơ, còn cả cái tắt bật wifi nữa. Đây là không có sóng mà má. Không có sóng máy. Ừ đấy. Nó ghi, không ấn vào lúc rồi kia nhấn vào nó ghi được chập chờn. Nhưng mà ông thử reset máy rồi. Reset thì nó cũng được, nhưng mà được một tí là lại bị lý do wifi đấy. Cái dùng điện thoại phát ra bình thường vẫn bắt mà. Xong rồi. Chắc rồi. Một cái cáp dùng. Anh cáp thì cũng... Ôi tắm thảm, phải nhà tắm thảm. Mà là máy tính tắm rất nhà. Anh cứ đi chợ tự nhiên vào và nên con thấy mời mình solo. Chịu rồi. Chết rồi, bị rồi. À, có kia chiếc trong nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh lác lắm, sao mà không được. Anh chưa có bảng gói mà. Bảng gói trong đợt lác á. Bịt vào trong đấy bắt đừng mã hơn. Đâu cơ. 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 Đâ
học chuyện này. Và trong đấy chơi game bao giờ là bà được nhanh nhanh mà đi ra. Một trận game thì lâu để đã có độ sạch. Rồi trận killing spree. One kill. Bây giờ em có những tình nào đây anh sao? Yêu em một người ơi. Hai cái anh là một Free Fire, một mini à? Grab vậy. Quân không thì có cần thấy gắn lưng quân không non luôn ông thầy thì thua đúng rồi. Ê, tính ra là ông không có tôi thua đúng rồi trời. Quân này cũng đi quân anh là quân anh là quân nào đi tôi tổ chức à thế quân anh còn đi trời. Tôi đang là đánh đánh đối đầu à, chứ đánh về người ta chơi team để so với các nước cập nhật chuẩn bị chơi thì vẫn chưa nặng team là một điều khiển trận đấu mềm thế còn gì nữa lại tính mấy con ghép ghép sướng luôn giờ chơi game thì toàn phải côn team như đánh giao lưu vậy. Giao lưu là một lần đặt mic côn hết cả team mệt đấy. Lười nhiều lười lắm chứ mà kiểu team không ai mic cũng khó á. Giờ anh xem anh kiếm này phải như thế rồi rồi kill. Sao má? Nằm bốn rưỡi đủ má nên hả? Tám con ra chân lưng quân là vừa. Đâu? Tôi phải để máy tôi học nữa. Không, tôi làm cái gì máy tính thì làm cái nha. Con phải mic nữa mà máy này không mic được, mic máy tính. Cái hai bảo mic em lỗi, nhớ cần trả lời. Mẹ học xong. Đấy, tại thầy không thấy, thầy không mic đâu. Không, không mic đâu.